Cứu tôi, trời ơi, đây là hình ảnh da tôi khi bị mụn đấy mọi người. Nhìn gớm muốn chết luôn ấy. Tèn tèn, đây là hình ảnh da của tôi khi sử dụng kem dưỡng ẩm và kiểm soát nền giảm mụn của Eucerin nha. Xin chào các bạn nhé, xin chào các bạn đã trở lại kênh của Lai nhé. Lại là Lai đây mọi người ơi, thì hôm nay Lai sẽ giới thiệu cho mọi người xem thêm một cái sản phẩm nữa đấy mọi người. Đó là sản phẩm của Eucerin nhé mọi người. Tèn tèn, đây là sản phẩm kem dưỡng ẩm kiểm soát nền và giảm mụn của Eucerin nhé mọi người. Kem dưỡng ẩm giảm mụn này, kem dưỡng ẩm kiểm soát nhờn, xúc tán nhờ đấy, làm dịu da, ngăn ngừa mụn, viêm nè, tái tạo và phục hồi da đấy mọi người. Nhưng mà lưu ý nhé mọi người, với Lai thì kem dưỡng ẩm này phải đi cùng với kem chống nắng để có một cái bộ đôi hiệu quả hơn nhé. Đây là hình ảnh sản phẩm kem dưỡng giảm mụn Eucerin Pro Acnes, được chống lại sự hình thành mụn đầu đen và mụn trứng cá thông qua việc kiểm soát lượng dầu thừa trên da, và thành phần của sản phẩm sẽ có giúp là kháng khuẩn này, giảm mụn đồng thời ngăn ngừa mụn xúc đấy mọi người, làm dịu cái dị ứng này, giảm thấy đỏ và lại dịu da đấy mọi người. Với công nghệ kiểm soát dầu thừa trên da, kiểm soát cái dầu thừa và bã nhờn đấy, cho da không bóng nhờn trong vòng 8 giờ, không biết tác tử chân lông nhé. Da giảm mụn này và bề mặt cải thiện trông được thấy rõ luôn đấy. Sản phẩm này có thể là sử dụng ở những người phụ nữ mang thai luôn, theo nghiên cứu lâm sàng của Da Liễu nhé mọi người. Người có biết không chứ, theo kết quả nghiên cứu lâm sàng thì Eucerin đã tiến hành nghiên cứu trên 80 tình nguyện viên cả nam và nữ từ 15 đến 40 tuổi đó. Họ được yêu cầu sử dụng cái sản phẩm này ngày 2 lần vào buổi sáng và tối liên tục trong 8 tuần ấy, thì họ đã thu được kết quả như sau: 99% là làm dịu da, 98% là xoa kích lỗ chân lông, 98% là làm sáng da hơn, và 96% làm dịu và cải thiện bề mặt da, 94% không gây nhờn rít, 94% không kiểm soát được cái lượng dầu thừa trên da này, mang lại cái lớp nền hoàn hảo và hiệu quả kiềm nhờn lâu hơn, và 91% giảm mụn, và 90% ngừa sự hình thành mụn đấy mọi người. Thôi bây giờ Lai sẽ đi tẩy trang nào, hãy cùng Lai đi tẩy trang nhé. Đây là sản phẩm tẩy trang của Eucerin nhé mọi người, và bắt đầu tẩy trang trên da mặt của Lai nhé. Kết quả thu được là da mặt rất là ghê luôn, nhiều bụi và nhìn thấy bắt gớm luôn. Cái sản phẩm tẩy trang này không chứa xà phòng, không hương liệu, giúp tẩy da nhẹ nhàng và hiệu quả cho da nhờn và dễ nở mụn đấy mọi người. Đây là lý do tại sao Lai sử dụng sản phẩm tẩy trang này. Trời ơi, bất ngờ chưa bà già, nhìn thấy gớm không, vàng ươm luôn, bụi khống là bụi à. Nè mọi người, đây là dạng kem nhé, kem có dạng sữa nhé mọi người. Và bây giờ tiếp tục bôi lên da mặt của Lai nhé, sẽ xem nó như thế nào nhé mọi người. Khi bôi lên da là thấy nó không bớt nha mọi người, và Lai thấy nó kiểm soát được cái nhờn suốt trong vòng 8 giờ mà da Lai nó dịu hơn. À mà Lai quên mất, nãy giờ quên hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Sử dụng kem dưỡng này thì sẽ sử dụng vào buổi sáng và tối, sau khi rửa mặt thật sạch nhé. Hãy thoa một lượng kem nhỏ bằng hạt đậu lên da thôi. Và để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng cùng với sản phẩm làm sạch thuộc dòng Pro Acnes, và sử dụng phù hợp thêm, kết hợp nữa là sử dụng thêm với kem chống nắng nha mọi người nhé. Như lúc đầu Lai có nói với mọi người đấy, và để tránh tiếp xúc sản phẩm trực tiếp với mắt và niêm mạc nha mọi người. Đây là dạng kem chống nắng mà Lai có đề cập với mọi người là phải sử dụng chung với sản phẩm này để có một cái hiệu quả tốt hơn đấy. Vì sao mà mọi người biết mình phải sử dụng kem chống nắng cùng với cái sản phẩm này không? Vì thứ nhất là cái sản phẩm kem chống nắng này là sản phẩm chuyên biệt để bảo vệ da tối ưu trong quá trình điều trị và hạn chế những vết thâm gây kích ứng để khiến tình trạng da mụn nặng nề hơn đấy mọi người. À, trong cái video trước Lai có nói về cái sản phẩm kem chống nắng này đấy cho mọi người có thể xem lại cái video của Lai nhé. Trên đó là tất cả những ý kiến và cảm nhận của Lai về sản phẩm Eucerin này nhé mọi người, và mọi người hãy cho Lai biết ý kiến của mọi người nhé. Video hôm nay của Lai chỉ dừng đến đây thôi, đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video khác nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.